Xin chào các bạn nha. Phía trước của mình đây là chiếc xe Super Cup ha. Đó, chiếc xe này nhập bên Nhật về luôn các bạn. Thái sản xuất cho Nhật luôn các bạn nha. Nhập từ bên Nhật về luôn. Có ổ khóa thông minh Smicky luôn các bạn. Đó, ổ khóa thông minh Smicky luôn nha. Thì đến với shop mình thì chú lại gần con, chú cầm mod lại gần con. Đến với shop mình thì nâng cấp lên cái đèn ưu tiên thôi, đơn giản thôi các bạn. Tại xe này nó chưa có đèn ưu tiên các bạn nha. Đó. Xi nhan trái, nhanh phải nè các bạn. Thì xi nhan bình thường và gắn thêm cái cục kêu xi nhan cho chú luôn. Chú rất là chất luôn các bạn. Chiếc xe này chạy được 31 km luôn các bạn nha. 31,5. Đó, ok ha. Thì xe này rất là đẳng cấp các bạn nha. Hiện tại giá bán hiện tại là khoảng 100 hơn các bạn, 100 triệu hơn nha. Đó. Đó. Rồi, cái tính năng đèn ưu tiên này nó hỗ trợ các bạn rất là nhiều thứ. Thí dụ như đậu ban đêm đó. Đậu ban đêm các bạn dừng xe lại, các bạn mở đèn ưu tiên rất là hay nha. Đó, ok. Và tiếng còi xi nhan như thế này thì nó rất là tốt cho mình khi mà mình quẹo trái quẹo phải rồi đó. Nó nghe tiếng kêu như thế này thì nó rất là an toàn ha. Và có thể các bạn nhớ tắt xi nhan. Rồi tắt đèn xi nhan anh luôn. Nó cái đèn ưu tiên nó rất là tốt cho mình. Về thí dụ như các bạn đi ban đêm sương mù á, đi đường tối rồi các bạn mở lên như vậy là nó bốn đèn nhan nó chớp như thế này thì quá tuyệt vời ha. Người ta sẽ chú ý đến xe của các bạn ha và người ta sẽ nhường đường ưu tiên. Rồi, trường hợp mà ưu tiên thì các bạn nên nhớ là trường hợp đặc biệt nha, mình hay mở đèn ưu tiên nha các bạn nha. Rồi mở khóa lên anh luôn. Ôi xin lỗi, mở đèn ưu tiên nha. Mở xi nhan kìa. Đó, nhà sẽ chơi kêu tít tít nè. Đó, ưu tiên nè các bạn. Đó, ưu tiên ha. Rồi ok. Ưu tiên thì mình kết hợp ưu tiên nâng cao. Thì vị khách hàng này nói là không có muốn đục khoét chế gì hết, nên ưu tiên nó sẽ kết hợp vào công tắc zin của mình. Và đặc biệt là không có thay công tắc nha các bạn. Bên shop mình là không có thay công tắc. Tại công tắc zin thì quá tuyệt vời rồi. Thay nói chung 11 hư thì nó rất là khó xử lý lắm các bạn nha. Mấy công tắc lô mà mình không có thay đâu. Rồi ok, công tắc zin như thế này thì đây là công tắc zin của xe chú luôn. Và các bạn muốn mở đèn ưu tiên các bạn gạt qua trái, gạt qua tái nè, gạt qua phải liền lên ga ưu tiên. Đó. Thấy không? Rồi tắt nhanh anh luôn. Rồi bật nhanh bên trái. Rồi bật nhanh phải luôn. Đó, tắt cái bật nhanh phải bình thường. Đó, mở đèn ưu tiên. Đó, rất là tiện lợi luôn các bạn nha, rất là tiện lợi luôn nha. Rồi ok, cảm ơn chú Super Cup đã qua shop mình ủng hộ. Bạn nào có nhu cầu làm thì xin liên hệ shop mình, địa chỉ 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha các bạn nha. Số điện thoại là 0346669686 nha. Cửa hàng mình tên là Độ Đèn Xe Máy Son Anh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem hết video nha. Xe quá đẳng cấp luôn các bạn, xe rất là đẹp nha. Con nghe nói là xe này 110 đúng không chú? 125. À 125, trời ơi, con chưa biết. Đó, con trước 125 con gói đó. À ok chú. Đó, chữ màu đỏ đó. Quá đẹp luôn các bạn thấy cái đầu xe không? Rất là đẹp. Cái này mà mấy người con gái chạy là nhìn thấy nó rất là chất luôn các bạn ơi. Xe dành riêng cho thường gái chạy đẹp lắm. Nam chạy thì quá là công tử luôn các bạn. Rồi ok. Rồi mở đèn ưu tiên phía trước luôn đi, để anh coi phía trước. Nhanh zin nó thì rất là sáng rồi các bạn, rất là sáng rồi ha. À, ok. Rồi mấy ba chú nha, hẹp lại chó led luôn các bạn, chó đèn led luôn nè. Chó led luôn các bạn, rất là đẳng cấp luôn ha, nhìn rất là sang trọng luôn các bạn ơi. Đó. Rồi ok.